Mọi người, hôm nay mình xuống tám bà cháu luộc tỏi. Thì ngoài cái vừa tỏi nó đóng cửa rồi, thì cái chị kia, chị Thương, chị dẫn mấy bà cháu vào trong nhà đó nghỉ tạm một ngày để chờ mình đem mang tiền về cho mấy bà cháu. Cái đường nó đi vào nó hơi trơn, tại vì dưới miền Tây nó đang có mưa, đường là trơn lắm. Đường xinh lắm, đường này trơn dữ lắm. Đấy. Ồ, chạy phải chạy hai tay thôi. Đường đây đi vào còn đường đất không ạ? Nhưng mà đây cây cối rất là mát. Ồ, mấy cháu ra đón mình kìa. Đón chú hả? Đi con đi rồi chú chạy theo. Có thuốc trong luôn á hả? Chú đậu xe đây được ha? Rồi chú đậu xe đây thì chú vô. Đây là cái đường dẫn vô nhà của chỗ mấy bà cháu ở tạm. Được, hơi sình lầy, không có chạy xe vô được, phải đậu xe bên ngoài. Để người ta trồng đậu. Cái nhà này là của một cái chị cho mấy bà cháu ở tạm, tại vì bà bây giờ bà thôi lột tỏi rồi thì bà sẽ đem mấy cháu về quê cho đi học, cho bé lớn đi học. Chào con nha. Chào bà. Chào chị. Đây nhà chị á hả? Nhà chị nè. Thấy hồi nay vắng rỗi rồi đó. Dạ. Chị kêu về đây ở với chị. Ngoài đó hết tỏi rồi hả chị? Dạ, có vợ em nữa nhưng mà đường trơn của em vô cũng được. Hồi ấy quay đầu xe quay đậu đại quá đi kêu dạ em vô chơi. Thôi thì ngồi ngoài rồi đường trơn quá đi vô tẻ nữa mất công. Sáng mấy con ăn gì chưa? Dạ rồi. Bệnh không gài nè. Dạ. Kêu về đây ở nè. Ừ, rồi con đâu bé nữa rồi? Bé gái chị đưa về dưới đặng cho nó học về dưới hay có một tay là nó đăng ký học rồi. Đi học hả? Dạ. Kêu xe vô hồi chở bà cháu về nè. À vậy hả? Chứ không xe đậu cũng đi đâu rồi. Rồi chút nữa là về luôn hả bà? Dạ. Về dưới rồi. Về dưới nhà. Ở thôi để ngồi vậy được chị cũng sao đâu. Bà rồi về dưới rồi khi nào lên lại hay là sao? Về dưới chắc cỡ 10 bữa mình cháu về lên rồi. Dạ. Là lên lục tỏi lại. Là đem hết mấy cháu lên lại luôn. Dạ đem lại mà bỏ dưới hả con? Tính bỏ. Trời ơi con nói kìa. Bỏ dưới. Bỏ ai dưới? Con chị chú bà. Bỏ chị gái với thằng đó để đăng ký cho nó học lại. À. Nó thấy nó nghỉ sớm mới tội nghiệp. Dạ, em trai á hả? Em trai lớn hả? Dạ. Rồi con đem lại năm cháu này lên. Dạ. Tính mà nhỏ này nè, người ta ở xã chứ người ta kêu về dưới đi người ta cho nó học. Dạ. Mà mấy bé này á bà hả? Hai đứa này cho học lớp 1. Dạ. Mấy đứa này tính cho nó học lại mà học vô học mẫu giáo. Dạ thì cho đi học đi bà. Rồi mình đi học thì ở dưới mình không có bận cái gì được hết. Dạ. Đến đây đặng mình mạnh. Cho học ở đây không chịu. Sao không cho học ở đây bà?
học ở đây chuyển khẩu đồ khó à. Vậy hả? Mất chuyển khẩu rồi lên đây thì khó, bị gì học kêu đi về dưới lấy giấy khai sinh lên mình học lớp lá lớp 1 ở đây 1-2 năm được, chừng nào lên lớp lớn nó mới chuyển về dưới. Dạ. Dễ mà. Rồi nó lên đây đóng tiền nhiều, tại vì lên đây nếu mà lớp 1 vô thì cũng đóng 1 triệu mấy, còn lớp lá thì vô đâu có đóng tiền, tới hàng tháng ăn tiền, tiền ăn có 400 mấy à, mà kêu không chịu. Chứ giờ bà bỏ dưới, bà bỏ dưới thì sao được? Ở đây mấy con nào chị lấy trái cây vô bán rồi đó. À vậy hả, bán đâu chị? Bán ngay chỗ vừa tỏi đó, vừa lục tỏi vừa bán dưa hấu. Lấy dưa hấu 1 ký 5 ngàn, chị kêu bán lại 8 ngàn 7 ngàn đi. Dạ. Lấy lời vừa coi đó rồi ăn rồi lục tỏi rồi để chân ở đó rồi lời gì lột gì bán cái tám. Rồi hôm qua đó bữa nay về nè ai cũng ủng hộ mấy người lục tỏi đó, ủng hộ một người trái. Người ta thương ha, người ta thương ghê á. Thấy người đó người ta thương bà ghê á. Chị cân táo cho 1 ký 10 ngàn. Đâu cân đâu 40 ký dưa hấu với mà 30 ký táo. Dạ. Bán 2 bữa ăn hết rồi. Dạ. Mà thôi thấy lục tỏi không, hồi này cũng ít hàng. Bông, đợt này ít hàng à bà? Dạ ít hàng. Dạ. Bữa nay là hết rồi, nói em chiều nay là 20 gì đó là tỏi mới trở về nữa. Dạ. Thì con thấy ngoài đóng cửa đó. Dạ, ngồi vừa đóng cửa. Em qua lộ có 1 buổi à, rồi buổi chiều đóng cửa. Dạ. Rồi bé gái mà ở về dưới là ở với ai bà? Bé dưới nó về dưới nó ở với ông cậu nó cặp bên nhà đó. Ờ chứ còn con gái ở mình cũng nguy hiểm. Mình nó ở mình nên á, cậu mà ông bị tai biến. Ai vậy á hả trời. Rồi Mỹ gì nhà thì cặp chết. Dạ. Rồi nó ở bên đây nhờ mấy cậu nó thấy đi xe buýt tội rồi nó đi xe buýt lên đài lên hình ta thấy hết trơn rồi. Rồi sợ người ta dụ rồi đi lại nhà tôi này kia kia nọ rồi thôi kia xe vô chở về luôn. Đi xe buýt á hả? Đi xe buýt thấy người ta, tại vì tôi nói thôi đi, bà cháu lên đài truyền hình người ta thấy hết trơn rồi sợ mà, đi xe rồi người ta dụ. Mà giờ chở xe máy này về dưới Bạc Liêu luôn à? Ờ. Ai chở chị? Chị chở. Trời ơi, vậy hả? À. Chị cũng đưa nhỏ gái về đó. À, đi về dưới 100 cây hả chị? 110 cây thì chạy chắc phải 3 tiếng đồng hồ. Đúng rồi, chị chạy 3 tiếng. À. Còn cái là xe đầu là chạy có 2 tiếng à. Chạy có 2 tiếng hay tiếng rưỡi. Dạ, ồ xa dữ vậy. Vậy đi. Ừ. Rồi chị chở với ai chờ nữa? Hai phải 2 xe mới hết chứ. 2 xe nè. À. Chiếc xe đầu. À. Thêm chiếc xe đầu. Chị tên gì chị? Em nói chuyện với chị mà em chưa có biết tên chị luôn. Tên Diễm. Chị Diệm ha, chị Diệm thương mấy bà cháu ghê. Có bà con gì không gì chị? Không. Lên đây mà người quen. Thôi đó chị làm tội à? Chị đi làm tập vụ ở bệnh viện. Vậy sao chị quen bà? Nhà chị đây ra đó đó. Ở nhỏ dưỡng xưởng tỏi là cháu. À, cháu chị hả? Ừ. À, xong rồi đi, cứ hay đi ra ngoài chơi hả? Ừ. Rồi thấy mấy bà cháu dễ thương. Đúng rồi, lên đây cũng lâu rồi đó. À. Mấy năm nay rồi đó. À, nhưng mà sao là thời điểm này mới gọi cho em là sao em chưa hiểu? Tại hồi lúc trước chị coi YouTube của cưng đó. Dạ. Rồi chị thấy làm nhiều chương trình quá rồi chị mới gọi, có số điện thoại đó chị gọi. Ừ. Rồi chị mới chụp hình với bà cháu chị gửi nè. Dạ. Thấy tội quá thôi chụp hình làm thử coi được không? Dạ, chị Diệm không bà con gì hết mà thấy mấy bà cháu vậy thương. Chị cũng coi YouTube của cưng đó. Dạ. Rồi thấy số điện thoại rồi chị lấy chị điện. Dạ, cô Diệm thương mấy con lắm đúng không con? Nó bệnh không gài đó, đi ra di động không gài đó. Nó bị sốt, lầm tử đó. À, bữa hôm bé nào bành rồi giờ đến nhóc này nữa? Thì đó, 7 đứa đó. Dạ, bữa hôm bé nào mà nói bị bành mà phải đeo tả đâu. Trời ơi, tùm lum á. Nè, ỉa qua nay giặt cũng chết. Trời, bà ghê luôn á. Trời ơi, có hôm cái cháu ở Đồng Nai á, chạy xe xuống đây nè. Trời ơi, vậy luôn á hả? Ở Đồng Nai, Biên Hòa. Từ Đồng Nai mới xuống. Xuống để thăm qua coi mà. Để cho 500 mà xuống đây thì chú đi đám. Chú đi đám với này, chú sẵn chú ghé qua đây luôn. Dạ. Chú không có đem tiền nhiều, chú gửi cho 500. Ừ. Rồi tới ít bữa nữa chú vận động mấy người mà gần đó. Dạ. Rồi, chú thập đỏ gì đó. Chú thập đỏ. Xa ghê á, Đồng Nai xuống đây là phải chắc phải 5 tiếng đồng hồ á. Thì nói để bữa nào đi về quê khảo sát cái nhà dưới rồi ủng hộ cho cái nhà. Dạ. Rồi hỏi anh quê phiên ở đâu á, anh quê phiên ở thành phố á. Chú đó nó hỏi ở thành phố sao biết tới dưới này dưới vậy.
Bé này là ốm nhất đây bà hả? Đây, 6kg hả? 6kg hả? À? Chút xíu à? Hơn người tí hon á. Ông nội luôn. Con muốn đi học ngoại ơi, nghe nó đăng ký học ngoại ơi, con muốn đi học. Ừ, đợi đi học đó hả? Tại dưới đây là hai chị em nó đứng. Dạ. Rồi con này với thằng đó, với con đó là hai chị em đó. Chút xíu à. Đúng mà hồi đứa nào cũng đòi đi xe đẹp hết trơn á. Xe đứa nào đứa không có xe đẹp á thì đi xe kia không xe, à. Xe nào cũng được, giờ có xe đạp đòi đi xe đẹp, đòi lên xe đẹp ha. Ừ, cưng quá. Cưng quá đòi đi xe đẹp. Đòi đi xe đẹp. Trời ta biết chưa em. Thấy nhiều chương trình đó người kia thấy để số đó, còn mấy người kia đâu có để số đâu. Dạ thì em cũng biết là tùy mọi người. Con nói sao con? Con mới hỏi chú cái gì? À vậy hả? Bà ơi có một cái anh đàn ở bên nước ngoài có gửi cho bà một bịch sữa để bà uống. Xà bông đâu xà bông con? Xì bông đâu xì bông? Này cái đó pha uống á bà? Bà mà múc vài muỗng bỏ vào ly pha uống á. Ngoài uống đi, à, ngoài uống có sức để ngoài lo cho mấy cháu. Ừ. Thì có gì ngoài ngoài có tiền mà mua sữa khác cho mấy cháu, mấy con uống ha. Sao hả? Con uống sữa hộp không à? Con uống sữa hộp đó hả? Con không có uống mà con uống chứ hộp. Chuyện cái cưng á. Cái chú nó xuống chú nhận đến làm con nuôi đó. Nhận chứ à? Một họ. Dạ. Rồi đem đi luôn hả? Nhận rồi đem đi luôn hả con? Nhận đem anh đi luôn à? Đem đi luôn. Em đi luôn hả? Con có cho không? Dạ. Dạ. Sao hả? Dạ. Chú đưa. Rớt đồ của anh ngồi như thế không? Ừ, con nói sao? Anh Văn cũng à, cũng như anh à, anh của con đó không bắt đi. À, bắt đi buồn ha. Sợ bắt đi. Nhưng mà bắt đi anh làm có tiền anh gửi về anh cho con. Sợ bắt đi luôn. Ở dưới đâu có tiền đâu làm. Sao không biết không có. Trời ơi, ở chỗ đó có chỗ nào ông Ngô Nguyễn làm được đâu. Ừ, vậy đâu hả? Biết chưa lên tới người ta thời đời về chỗ đó không có chỗ làm được đâu. Đây, con có đi với chú không? Đi với chú nè. Đi chú được đi quay phim rồi sướng nè. Không hả? Sữa đó. Chú mua sữa cho uống. Mua kẹo sô cô la rồi nhiều lắm. Không. Chứ, đi, chắc đi thử máu coi có bị sốt rét không đó mà không không dạ. Đâu có máu đâu lấy, máu đặc. Chắc nhìn về chứ lì lắm á. Xét nghiệm mà lấy máu nó bị gió đó rồi lấy máu đâu có máu đâu. Ừ, dạ. Máu đâu có máu, không có mạch luôn. Sáng nay mấy bà cháu ăn cái gì? Chị làm cơm hay sao? À làm cơm hả? Ăn rồi đó chị, ăn rồi mà để đi đó hả? Ừ. Sáng không có đi chợ rồi khô. Khô ăn cái canh bí. Dạ, nó khế. Cái này thì nấu cháo. Trời này ăn khô cũng ngon. Trời mưa mưa này ăn khô. Hôm qua đi mưa cực quá, xe máy chạy mưa. Em đi ô tô em đi cũng được. Bộ hôm đi lần về trời ơi. Nó say xe mà không có làm gì được luôn. Dạ. Ta bệnh viện ta cũng mình làm từ lương tháng thì riêng tự như bệnh nhân đó. Dạ. Nhà là đó mình làm người ta cho tiền về. Chị làm bên chỗ y tế hả? Không làm tập vụ á. Tập vụ hả? Bệnh viện tim mạch ở ngoài này nè. Dạ. Ừ. Người ta thương người ta cho ha. Dạ bà ơi, thì hôm bữa con quay clip lên á, thì mấy anh chị cũng có thương, có gửi cho bà ít tiền để bà lo cho mấy cháu đó. Dạ. Dạ, thì hôm nay con mang xuống cho bà. À, clip bữa hôm chú quay đó, bữa hôm chú quay mấy bà cháu đó, lục tỏi đó nhớ không? Thì có mấy anh chị cho bà được tổng cộng số tiền 50.707.000. Dạ, thì... biết cái số tiền này giờ con đưa cho bà thì bà gửi gắm làm sao cho nó. Chị tính làm gì nè, chị tính không biết ấy thì có bà với Thảo này chị nói thôi giờ lấy giấy chứng minh của bà đi vô gửi tiền trong ngân hàng hoặc đúng rồi làm cái thẻ. Dạ. Để bà cháu gì á bắt uổng tiền nhiều khi không phải ăn như ai chị không nói chị tự tin về chị nói nhiều khi chị bầm bò bao bọc gì mà ta nói chị lợi dụng bà nữa. Dạ dạ thì thôi cứ cái tiền bạc của bà không một chị cũng không chịu nữa. Thà ở đây có cơm ăn cháo cũng như là mượn
cổ đưa về dưới. Dạ. Đưa về dưới rồi cái đi lại xã huyện ở dưới. Dạ. Làm cái thẻ thì cho cháu nội đứng tên à, để rút tiền. Rồi rồi dạ vậy đi. Mầm cháu nội bé bé nào? Bé gái đó đủ tuổi chưa? Bé gái đó 15 tuổi rồi. 15 tuổi có chứng minh chưa? Chị về dưới chị làm giấy chứng minh cho nó luôn. À rồi làm gửi đi bà ha. Gửi cho chị. Bà có chứng minh hả bà? Có. Vậy gửi tên bà không được? Vậy gửi tên bà không được, đâu có phải đời cháu lâu tiền để trong người 50 triệu rất là nguy hiểm. Chị tính làm gì đó gọi như mật khẩu mật mã rồi đó cho cháu nó biết. Dạ dạ à, đúng, đúng rồi thì đưa cho cháu. Không, lên đây ở với chị rồi nói bà có số tiền lớn rồi chị ăn chị không chịu vậy luôn rồi. Dạ dạ vậy thôi có gì chị em giao cho bà xong rồi thì có gì bà gửi gắm chị. Chị không có biết rồi chị đưa bà cháu được lên đàn vậy chị cũng mừng rồi. Dạ. Ai giúp được nhiều nuôi mấy đứa này nè. Rồi được rồi yên tâm rồi. Vậy là bà có chứng minh là được rồi. Ông thầm lại chú nó chị. Nó sợ. Sợ bỏ nó. Sợ bỏ nó. Cái chứng minh này hết hàng rồi nè bà. Vì lâu quá rồi chứng đi đổi lại á. Dạ bà đi đổi. Này về đi đổi lại đặng mình là người ta ở dưới ta cũng đổi rồi mình dạ. Mình không gài chỗ này chỗ kia cũng cho tiền cũng được 7-8 triệu gì đó. Dạ. Có cái chú xe gì ở bên Mỹ gửi cho 100 đô. Dạ. Rồi chị cũng chở đi lãnh đó. Ừ. Chị cũng sợ không chết luôn, nhiều khi người ta nói trời chở đi vậy rồi. Chị nhưng mà về dưới làm gì mà gấp vậy chị? Về đăng thứ hai đăng ký cho mấy đứa này đi học. Thứ hai đăng ký đi học hả? Rồi thứ đó đi học lại đó cô giáo điện lên cho bà ngoại đó. Rồi thì thứ hai xong rồi có gì chị chờ bà vô ngân hàng gửi tiền giùm em cái nha. Ừ, thì đó, cho này yên tâm nha. Chờ xong xuôi rồi chị cũng ở dưới 2 ngày rồi chị à, lên đây. Khi nào chị gửi xong rồi chị gọi cho em rồi em hạ đăng clip cho mọi người khi mà tiền rồi gửi ngân hàng chắc rồi em mới đăng clip. Ừ. Đó chứ không đôi khi đăng rồi quá trình chị chở đi xe rồi nguy hiểm. Ừ. Họ biết là nguy hiểm. Thì khi mà chị thứ hai chị gửi tiền xong thì chị báo cho em biết cái thì khi đó em mới đăng cái clip này lên. Ừ. Là khi nó mọi người coi được thì tiền nó đã nằm trong ngân hàng rồi. Là rất yên tâm. Bởi vì giờ chị sợ quay cái đăng lên cái đi xe chị cũng sợ. Đó đó, thì chị cứ yên tâm, không sao. Thì chị cứ mày ông cũng ông ở đây dưới ông chở ông ăn 100 ngàn. Dạ. 100 ngàn rẻ đó chứ. Dạ đó. Thì chút là con giao tiền cho bà xong rồi bà cất cực kỳ ha. Rồi bà nhờ chị Diệm đây thứ hai á dẫn bà vô ngân hàng gửi ha. Dạ chứ tại vì con bây giờ con cũng có điều kiện mà giờ bà đi hôm nay chủ nhật rồi nhưng mà ngày mai bây giờ con trao xong rồi con phải đi về lại Sài Gòn để con đi làm thứ hai con đầu tuần con đi làm nữa con dẫn bà đi ngân hàng được thì có gì nhờ chị đây rồi có gì con sẽ gọi điện hỏi thăm bà thứ hai con hỏi bà gửi tiền vô chưa đó à, thì nếu mà bà gửi rồi thì con yên tâm thì con đăng clip vậy bà ha. Dạ cảm ơn chú nhiều. Dạ không có gì đâu bà. À, mấy người mà gửi tiền cho bà đó. Dạ cũng như là người ta như Mạnh Trường Quân vậy, người ta gửi cho mình vậy đó, mình cũng cảm ơn nhiều lắm. Dạ bà cháu thôi. Trời chị ở mình ơi, nhiều khi người ta nói chị lợi dụng cũng sợ chứ. Chị Diệm còn nói vậy mà người sợ mang tiếng. Dạ ở đây nhiều khi có lãnh tiền nhiều rồi cũng không dám. Dạ chở lãnh nhiêu là vô giữa tỏi thôi nhiêu vậy trời nè lãnh được nhiêu là nghe tôi giao liền luôn đó nghe tôi thì chị cứ gửi vô ngân hàng cho bà à, rồi có gì bà cần bà cứ rút ra xài thì cái đó là chuyện của bà quản lý mình đừng có đụng vô dạ chỉ có là khi mà mình vô gửi ngân hàng cho nó chắc chắn giùm bà thôi để cho bà cầm trong người nguy hiểm á dạ chị giúp em cái khâu đó cái thứ hai gửi dạ bà ơi thì con đọc cái danh sách của mấy anh chị gửi tiền cho bà ha. Dạ đây là có tổng cộng 19 anh chị cô chú gửi cho bà tổng cộng số tiền là 50.707.000 thì của chị Hà ở bên Mỹ gửi 1.327.000 vợ chồng anh chị Lê Hải ở Mỹ gửi 200 đô được 4.640.000 một cái chị ở bên Mỹ á chị gửi 100 đô được 2.320.000 chị Phan Trần Linh Phương ở Úc gửi 2 triệu đồng. Cô Trung ở Bình Dương gửi 1 triệu đồng. Vợ chồng anh chị La Steven Colin Elminel ở Mỹ gửi 100 đô được 2.320.000. Cô Ba ở Canada gửi 200 Canada được 3.440.000. Cô Ánh ở Long An gửi 1 triệu đồng. Cô Hứa Thì Em ở Trà Vinh gửi 500 ngàn. Cô Sen ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh gửi 500 ngàn.
Gia đình anh Tuấn ở Pháp gửi 300 euro, được 7.800.000. Cô Annie ở Mỹ gửi 50 đô, được 1.160.000. Cô Hồng, chị Phùng ở Úc gửi 3.160.000. Chị Hoa Trần ở Mỹ gửi 100 đô, được 2.320.000. Cô chú Hữu Nguyễn Hữu Quý Trần Thị Hải ở Mỹ gửi 200 đô, được 4.640.000. Ông Quang ở Mỹ gửi 200 đô, được 4.640.000. Chị Nguyễn Thị Hà ở Úc gửi 100 tiền Úc, được 1.620.000. Anh chị Huy Yến ở Mỹ gửi 100 đô, được 2.320.000. Và cái cô Lucky Nguyễn ở bên Mỹ gửi 4 triệu đồng. Tổng cộng với số tiền là 50.707.000. Dạ, đó bà. Thì danh sách của mấy anh chị cô chú, 19 anh chị cô chú gửi cho mấy bà cháu. Thì bây giờ con trai có số tiền 50.707.000 này cho bà. Thì bà đếm đủ giùm con ha. Rồi có gì bà gửi lời cảm ơn mấy anh chị cô chú đã giúp đỡ cho mấy bà cháu mình. Dạ, đây là số tiền 707.000, cái tiền lẻ trước đó bà. 707. Từ từ đã con, chưa có về mà. Rồi còn đây là 50 triệu chẳng. Chị đếm giùm bà khác được chứ bà đâu, cái bà đếm không được nhanh á. Thì chị cứ đếm đủ lần giùm em mới là được rồi. Đây là về cho tôi gửi lại thăm mấy người đó nhiều dữ lắm. Dạ. Cầu chúc cho mấy người đó mà ăn cũng phát đạt. Nhiều may mắn. Và mà quan tâm đến bà cháu tôi thì tôi cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn chú Thảo. Dạ không có gì đâu con, đâu có gì đâu. Con quay lên thì chủ yếu là mấy anh chị thương mấy bà cháu thì mấy anh chị cho, chứ con cũng đâu có con đâu có nói là phải cho bà đâu. Chú quay cái clip lên như vậy thì người ta giúp đỡ cho tôi cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi bà có bất ngờ không? Dạ. Cũng bất ngờ đâu, cũng mừng. Mà chịu à. Không mà chứ không mà được như vậy là cũng mừng lắm á. Dạ. Yeah. Không biết tới nào mà quên được. Đây là số tiền còn rất là lớn á bà. Bà để xíu bà nghe, đừng có con xíu nha. Bà để dành lo cho mấy cháu ăn học bà ha. Rồi bà đừng có tin tưởng ai hết nha, đừng có giao tiền đó cho ai hết nha. Dạ. Nếu mà mình nhà mình đủ không chị? Đủ rồi, đủ rồi. Dạ, chị Diệm xác nhận là đủ số tiền 50 triệu. Vậy là đủ rồi bà ha. Dạ. 50.707.000, con giao đủ tiền. Cảm ơn nhiều lắm nha. Nói nha, mà mấy người gửi tiền cho đó tài trợ cho bà cháu tôi cũng mang ơn mấy người đó dữ lắm. Dạ. Mà mình cũng đâu có gặp được người ta mà để mình nói chuyện với người ta. Dạ. Nhưng mà cũng gửi lời chú về nói lời với người ta giùm là tôi cảm ơn nhiều lắm. Dạ, thì bà cứ nói chuyện với con thì con đăng tải cái clip này lên thì mấy anh chị cũng nhận được cái lời cảm ơn của bà. Dạ. Cầu chúc cho mấy người đó cũng được. Mỹ không điện đó, rồi cái kiểu như người này người kia điện lại đầy quá, nó nhận làm mẹ nuôi. Nó 3-4 tuần nó về thăm các nhà cửa gì cho mà sao ngày không nghe điện, cũng mừng cho bà. Đôi khi bận rộn quá đó bà. Họ ta mẹ chuẩn bị ta về Việt Nam. Dạ. Bà nói là bữa hổm người ta điện là nói là 3 tuần nữa người ta về cái bên đây, người ta coi nhà coi cửa, người ta để người ta cất nhà cho. Dạ. Người ta nhận mẹ là mẹ chị cũng gì? Có thơ ở đây người đó cũng nhận người là ta... mẹ mà mẹ con mình ở đây có gì ăn nấy, tại vì có nhiều đó. Dạ. Ngày thì ở đây có đi lục tội thì đi đóng cửa đây đó, còn không đi thì sẵn con ngó nhà cửa mình đi làm luôn. Dạ. Chứ mình nên chỉ đi làm chúng đóng cửa suốt. Ở ngoài thì nó mấy đứa nó chơi được, nhưng mà mình ngủ cái chỗ ngủ nó vất vả hơn. Dạ, là bà xin vô đây hả? Ở với chị ha? Chị kêu về đây ở. Vậy buổi hôm em quay xong rồi bao lâu là vô đây? Khoảng tuần rồi vô đây. Nhưng mà chị về đây sống hay là chị quê ở đây hay sao? Chị ở đây. Chị ba mẹ đâu chị? Ba mẹ chị mất hả? Chị có anh chị em hả? Người đi tứ tán chơi. Bây giờ chị ở mình hả? Chị chưa lập gia đình hả?
Có chồng rồi mà chồng đi làm xa. À, có em bé nào chưa chị? À. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 43. À, 43 nhìn trẻ ha. Chồng 47. Dạ. Anh đi làm xa. Anh đi lâu lâu mới về hả? Dạ, thôi bà thì bây giờ hôm nay có dịp thì con đi về thì con trao số tiền cho bà xong thì con cũng dặn dò chút xíu á, thì tiền bạc thì con cũng lo lắm, giao cho bà xong rồi con lo lắm, thì bà cất cẩn thận giùm con nha. Cái gì thứ hai bà gửi được ngân hàng rồi thì bà báo cho con mừng cái để con yên tâm, con mới đăng được clip chứ còn bây giờ thì trao tiền thì chỉ có mấy người mình biết thôi, cho nên là yên tâm. Ví dụ bà đi xe cộ ngoài đường cũng sao, chứ ví dụ đăng lên á, thì bà đi ngoài đường con cũng sợ họ biết bà có tiền rồi này nọ vậy đó. Dạ thì có gì thứ hai, hôm nay chủ nhật rồi thì bây giờ về quê nghỉ ngơi là tiền cất cẩn thận, sáng mai thứ hai là ra ngân hàng gửi được rồi. Dạ dạ thì gửi vô sổ cho đi yên tâm. Cái này là chị gửi rồi là chị gọi cho em rồi là chị về trên này đó. Ngày bà cháu khi nào lên thì lên. Dạ dạ. Chị có để ít tiền ở ngoài để đi xe. Dạ để ít thôi. Nếu mà không đi được á thì điện chị xin rước. Nếu mà điện xin rước á thì tại vì chị ngày mốt là chị xin nghỉ rồi. Dạ. Nếu mà có xuống kêu xuống rước thì chủ nhật chị mới có xuống chị rước lên được. Dạ. Ngày cũng như lên đây cũng nhờ cô này giúp đỡ vậy cũng mừng lắm rồi, giờ cũng nhờ cô gì dưới cô biết gửi dùm đồ cũng dạ được để mình đi rồi bà cháu còn cả dạ không ai coi chừng đem tiền theo còn nguy hiểm, tiền theo rồi đi xe đi cổ người ta mình cũng không tin tưởng được. Dạ nên nhờ cổ đưa về dưới cô bên Mỹ nhận làm con nuôi, người ta để tiền người ta cho thì mình nhận chứ người ta kêu đi Bình Dương Đồng Nai Đồng Tháp gì đó mình có đi. Dạ đừng có đi đâu hết á, đi sợ mấy nhỏ đông nè, người ta dụ ở trên Đồng Nai á, người ta kêu đi dẫn mấy bà cháu lên trại ở rồi người ta cho mà đi vô trong nhà ở trong cái giường nó rộng á, người ta kêu ở đó đi rồi người ta lo cho, người ta nhận là mấy cái nhỏ này làm con nuôi, nhưng mà cô này nói đi lên trển thì không được, là đừng có tin tưởng người ta, biết người ta dụ dỗ đi lên trển người ta bắt mấy nhỏ người ta đem người ta bán những kia nọ. Dạ nên thành ra đừng có tin người ta, nếu người ta cho tiền thì cứ nhận lấy, còn dắt mấy bà cháu dắt lên trển thì thôi đừng đi. Dạ thì đây có cái chị Diệm này đùm bọc cứu mang mấy bà cháu gần đỡ rồi. Dạ. Thì tin tưởng. Còn tiền bạc á, thì bà cứ để trong ngân hàng, khi nào bà cần thì bà rút thôi. Dạ, ai mượn thì bà đừng có cho nó, hai mấy bà cháu khổ mà giờ mà ai nghe bà có tiền họ mượn này mượn nọ thì bà cứ nói, nếu gì thì gửi đi, gửi như lên đây nè, gửi như các chỗ ta cũng gửi về 1 triệu 2 triệu cũng còn chứ phải là không dạ. Còn. Rồi mình cái đó mình ăn xài mình dạ. Sửa sùng có, nhỏ có người đó ở Bến Tre gửi cho 1 triệu. Dạ thì mấy cái tiền lẻ đó bà để ngoài tiêu, còn cái tiền chặn 50 tiền thì bà gửi ngân hàng đi. Dạ. Khi nào mà kẹt lắm thì mới rút ra, tại gửi ngân hàng không mất đâu, bà yên tâm. Dạ. Và đi đâu bà cũng rút được hết. À, bà thì ví dụ bà gửi Bạc Liêu nhưng mà lên tới Cần Thơ bà rút bằng được, chứ đâu có phải là về cả Bạc Liêu rút đâu, bà yên tâm. Dạ. Đi tiền gì rồi cái móc tiền chắc. À, rồi người ta thấy tiền á. Dạ. Người ta thấy mình tiền chút nữa là bà cắt cho kỳ rồi đi xe nha. Xe ừ. Dạ. Thì mình ở đây thì cũng không có ai biết, ở có một cái chỗ đó thì nhờ cô mình đưa về dưới ngủ ở chỗ xưởng tỏi thì người ta lên trên hết rồi. Dạ. Cái xưởng tỏi thì người ta đóng cửa ta để đó cho bà cháu ngủ, sáng ta mới xuống ta mở cho ra. Dạ. Ngồi xuống là té con. Ngồi xuống. Hay thì con thì thường thường con quay xong rồi con trao có đợt thì con đi rồi bà. Rồi con đi quay những hoàn cảnh khác, đôi khi không biết có dịp có ghé lại thăm mấy bà cháu không, nếu có dịp thì con ghé lại ha. Thì bây giờ hôm nay con ghé thăm xong rồi bây giờ bà chuẩn bị đồ đạc để mấy cháu đi về Bạc Liêu cho nó sớm, một chút nữa nó mưa. Rồi. Dạ đi sớm còn có mưa. Chỉ có một cái cô với này mà cô già cỡ 90 mấy tuổi rồi đó. Dạ. Mà ở trong căm. Không? Dạ con hả chị? Cháu. Bà không có chồng mà bà ở cháu câm. À, tháng gần nè chị cũng đi xin cho. Dạ.
À, con đem đồ đi đâu ạ? Về nhà. Chưa đâu, chưa đâu. Cái đó là cái gì ạ? Ôi, nguyên được đùm đồ chơi vậy là đi đâu sách có cái đó thôi hả? Chị mua đó, chị mua cho đồ chơi. Ôi, vậy hả? Thương vậy. Ôi, thì ta cho. Dạ. Ôi, đi đâu nguyên một túi đồ về luôn á hả? Mấy bà cháu. Dạ. Đó, đâu đồ đâu, hành trang đâu. Đây nè. Ôi, ơi, đây nè. Nặng quá ha. Đây nhà chị con ôm nè, con rộng. Dạ. Thôi, đi về đây ở đi, cho vui. Trời ơi, ngoài kia ta đóng cửa lại cái vô đó ở chồng đi ra đi vô cũng đâu được. Dạ. Ta đóng cửa lại rồi. Ở đây cho vui cửa vui nhà. Đây mình trồng cái gì sao lưng vậy chị? Chị trồng dâu á. À, dâu hả? Ừ, dâu xanh á. Dâu mà mùa này cũng có trái hả chị? Không, hết mùa rồi. Hết mùa rồi ha. Ừ. Nó hết mùa tháng 5 là ngay vụ đó là nó hết mùa tháng 5 là hết trái. Cái đó hái đi bán hả chị? Hay là vô hả hái? Này hỏi vô không cần. Có chôm chôm rồi đó hả? À. Chỉ từ mấy này qua tới mấy bển thôi à. Dạ. Có một công mà. Ừ. Vậy thôi, vậy thôi bà ha. Có gì là con xin phép chào bà nha. À. Rồi chúc bà đi đường sức khỏe nha. Dạ, có hai dì cháu một kiểu vậy sao? Gặp nhiều may mắn nha. Dạ, rồi bà cất tiền cẩn thận rồi có gì thứ hai là con gọi con hỏi thăm. Dạ. Dạ. Rồi chú chào mấy con nha. Con chào mấy chú. Dạ, chào có chú cho mấy mà mấy chú. Chào chú. Ờ, chú chào con, chú đi về nha. Chú về mạnh khỏe. Con chào chú. Ừ. Chú về mạnh khỏe. Rồi giỏi. À. Vậy thôi em đi chị ha. Em cảm ơn chị nha. Có gì chị coi cái tiền vô giùm em cái. Ôi, hôm nay đi về mấy bà cháu lần đầu tiên thấy cây bồng bồng rồi mọi người. Trái quá trời luôn. Ôi. Cái cây trái luôn. Quýt quá trời mọi người. Đi về đó mà thấy chỗ cái vườn cây thích quá trời luôn. Quýt rùng khắp nơi luôn.